bác anh chị thấy có thể đây là một cái nhà nè, một cái chòi, một cái nhà của ai đó. Đó, các đứa bé chơi đánh bóng chuyền à. Mới chia chồng, mới con. Mới có con đâu? Quý anh chị à, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Và phía trước mặt của cô bác quý anh chị, đây là một cái hình ảnh buôn bán khá là quen thuộc ở vỉa hè của đất nước Campuchia, cô bác quý anh chị. Và đây là những cái nem á. Đây là những nem á. Và không biết thì bán như thế nào. Và cô là chị này là người Việt hay là người Cam? Chị là người Việt Nam à? Chị Việt Nam hay Campuchia? Campuchia. Dạ. Chị này là người Campuchia. Đây là những cái bánh nhỏ nhỏ. How much? How much? Không, thưa gành. Dạ, chị không có gành tiếng Việt. Chị cũng không biết nói tiếng Anh luôn. Thôi bây giờ đi chỗ khác hay cô bác anh chị? Chị xăng ba độ bán lẻ của tại thủ đô Phnom Penh đất nước Campuchia nè cô bác anh chị. Và đây là những cái chai xăng 1 lít ha. Sử dụng cái chai của Pepsi nè. Cô này thì giặt đồ có cả cái cây nước ở đây luôn nè. Việt Nam, Campuchia. 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 Dạ. Yeah. Dạ. Lom Việt Nam. Campuchia. Dạ. Đây là cái cuộc sống của cô sống ở dưới gầm cầu á. À, cô bác quý chị thấy là giặt đồ ngay cả ở dưới gầm cầu luôn á. Trên cái đoạn đường mà Bùi Hồ đi dưới cầu Sài Gòn đó, hôm qua thì cũng gặp cái hoàn cảnh của gia đình này sống ở dưới gầm cầu nè. Mà mình nhìn thấy, Bùi Hồ nhìn thấy các đứa bé nó rất là tội nghiệp luôn và đáng thương. Thì nguyên gia đình không biết là mấy người nhưng mà họ sinh sống với nhau á, dưới một cái gầm cầu như thế này nè cô bác quý chị. Rất là nhiều trẻ con ở dưới này luôn đó, nó chỉ ở trần thôi à. Không biết là người nghe nói là người Cam chứ không phải là người Việt Nam. 5, 6, 7, 8, 9, 10 dưới nha. Họ cứ mặc cái cuộc đời của mình cho số phận, là không biết trước ngày mai sẽ ra sao hết á. Khủng khiếp quá. Và đó là một trong những cái góc khuất của cuộc sống của đất nước Campuchia. Thì Campuchia là một cái đất nước mà đang phát triển thôi. Cô bác anh chị thấy có thể đây là một cái nhà nè, một cái chòi, một cái nhà của ai đó. Đó, các đứa bé chơi đánh bóng chuyền à. Đây là xe túc túc. Giờ mình sẽ tiếp tục đi qua bên kia nha cô bác anh chị. 12 đứa bé trên một cái chiếc giường. Trời ơi trời, đây là cái ngủ này, chắc có lẽ là đây một cái giường ngủ, đây là một cái giường nằm gì đó. Cái cuộc sống cực kỳ khó khăn các bác anh chị. Khủng khiếp quá. Cái gia cầu này thì có một cái chú này, là theo Bùi Hồ tìm hiểu được biết thì chú này là một người dòng máu Việt Nam đang bán chuối tại thủ đô Phnom Penh đất nước Campuchia, và đặc biệt là dưới cầu các bác anh chị. Con chào chú. Dạ. Đây đâu nữa, lại đây nữa rồi. Dạ, lại thăm chú nè. Chú tên gì ha chú ha? Phát. Chú Phát. Chú Phát là năm nay là bao nhiêu rồi? 67 rồi. 67? Dạ. Chú Phát bán chuối như thế này là lâu chưa? Lâu rồi, mấy năm nay rồi. Dạ. Chú Phát là ba mẹ sống ở đất nước Campuchia này luôn hay sao chú Phát? À, canh đẻ Campuchia này. Còn ba mẹ là người Việt? Người Việt cũng canh đẻ Campuchia luôn. Ở Campuchia này nhỏ lớn luôn. Ủa nhưng mà sao nói chú nói tiếng Việt gành vậy? Tại tiếng Việt gành này tại cha mẹ đó Việt Nam mới nói tiếng Việt nữa. Để mình nói tiếng Việt nữa mới gành. Ba mẹ của chú là người Việt Nam ở tỉnh nào? Không có người trên này luôn mà biết tiếng Việt. Bà nội Việt Nam đó, bà nội biết. Có nghĩa là ông bà nội thì Việt Nam. Bà nội biết. Bà nội Việt Nam, ba mẹ là người Cam luôn. Dạ. Chú là người Cam luôn. Cam luôn. Nhưng mà chú nói tiếng Việt gành ghê á. Tại
mà nói cũng mấy gành đâu, tại năm 75 chạy dữ đó, tối đi học, bữa tức quá thêm nó đi học thì học á, học Việt Nam á. Chuối này là chú lấy ở đâu bán? Ở Việt Nam trở lên. Việt Nam trở lên, ở tỉnh nào chú? Không biết tỉnh nào nó chạy được, mình là Bình, lấy 8 ngàn chú. Chị này, cô này người Việt Nam luôn hả? Dạ, cô này người Việt Nam luôn nè. Có nghĩa là cô bác của anh chị mà du lịch sang thủ đô Phnom Penh, Campuchia không cần biết tiếng tiếng Cam đâu. Hai chú ha. Người Việt nhiều. Cô là người Việt Nam ở đâu? Ở Đà Nông á. Nhưng mà cô ở tỉnh nào của Việt Nam? Ở Đồng Nai. Đồng Nai. Đó. Đồng Nai là Nai nè. Đó Việt Nam cái này nhấp lắm nha, khỏi nói nha. Dạ hai chú. Chuối này chú bán nhiêu ký? 8 ngàn ký. Cái này 10 ngàn này nha. Kilo gặt kilo tư rồi 10 ngàn rồi. 10 ngàn là 40 ngàn tiền Việt, 10 ngàn bạc á. 10 ngàn ghia. Mình ghia nói chuyện không biết luôn rồi đó. Dạ. Chú không biết tiền Việt luôn. Và đây là chú bán thì chú phải sử dụng cái cây này nè cô bác anh chị, nó cầm lên cho biết đây là chuối của người Việt ha chú ha. Dạ. À, cho cô bác anh chị. Chú có mấy người con nói tiếng Việt gành không chú? Đàn nói tiếng Việt không luôn. Nói tiếng Việt không à? Ấp kia thì mình đi qua qua đường, nói ấp kia ở nhà ta tiếng Việt không à? Ủa sao vậy? Dạ. Thì mình ở đây mình quen rồi. Quen thầy nói Việt rồi, nói Việt mấy đứa nhỏ mà. Rồi mấy đứa nhỏ đi ngoài nói tiếng Campuchia đi. Còn ở nhà sử dụng với con cái là gì? Dạ dạ. Ở nhà sử dụng với con cái thì là tiếng Việt Nam không? Mặc dù là chú là dòng máu của chú là F3, chú thế hệ F3 rồi. Là có nghĩa là ông nội, bà nội mới là người Việt. Ông nội là bà người Tàu à? Ông nội là người Tàu. Ông nội đó, chung ở bên Trung Quốc qua đó ông nội. Nghĩa là qua có cây đồng gắn với cái đé thôi. Để tôi nghe mấy bà nội kể lại đó. Nhưng mà chú nói tiếng Tàu được không? Không biết luôn à. Mà biết tiếng Việt? Biết tiếng Việt, tiếng Cam rồi. Ồ. Tại đó học tiếng Cam. Dạ. Biết tiếng Việt là nhờ tôi học tiếng Pháp. Tiếng Pháp á, tôi biết tiếng Việt. Vậy Pháp là... á, những tiếng Việt mình nó đi ra nhau mà chú Pháp nó không có giấu. Đâu chú à. Chú nói một câu tiếng Pháp với con nghe. Ừ, cỡ này còn nhớ, đọc nó trời. Chú bán ở dưới đây bao nhiêu năm rồi? 30 năm rồi. Còn trước đây chú bán ở đâu? Đó là chỉ đồng hồ. Dạ. Chỉ đồng hồ ở chợ, ở trong ở chợ nè. Mình ra chợ chỉ đồng hồ. Dạ. Qua chú đi là có người đi nữa, đi chung nữa phải không? Dạ. Ở đây có một cái nhà vệ sinh ở dưới một cái gầm cầu. Bây giờ thấy cái cô này ngủ ở đây nè. Đó, cô bác anh chị thấy không? Những cái góc khuất của cuộc sống ở đó, tại đất nước. Cô là người Việt Nam hay Campuchia? Cô là người Việt Nam hay Campuchia? Người Campuchia. Cô nói tiếng Việt được không? Biết chút chút hả? Cô ngủ ở đây hay vậy? Không có nhà. Không có nhà. Cô này nói là không có nhà. Cô sống với ai? Sống với ai? Có chồng không? Chia tay rồi. Chia tay rồi. Năm nay là bao nhiêu tuổi rồi cô? 40. Mới chia chồng, mới có con. Mới có con đâu? Con, ba đứa con. Ở trong nhà. Nó cho mai cái mê chứ. Ừ. Vợ cho mai. Rồi tắm rửa ở đâu? Tắm ở đây. Rồi làm cái gì? Hằng ngày cái công việc của chị làm là làm cái gì? Không có làm gì đâu, muốn làm rồi không có biết. Không có biết làm. Biết làm, tao có kê đô nhau á. Thành thấy nó uống cổ. Lúc trước có uống rượu. Ôi trời ơi, uống nhiều không? Uống chút chút là buồn á, rồi nghỉ uống rồi. Rồi có con sao uống được? Nghỉ uống rồi đó. Nghỉ uống rồi, uống ngày mấy lít? Uống chút chút à. Tối ngủ đây mưa tạt không con? Chị? Đấy. Tối ngủ mưa tạt không? Chút chút. Chút chút hả? Ừ. Ngủ đây ta có đuổi không? Không. Không đuổi hả? Chị coi cho người ta cho thì đi xin ta cho tiền. Ta vô cầu đó. À, canh giữ nhà vệ sinh nha. Ta vô cầu ta cho. Sáng nay ăn cơm gì vậy? Thiện. Thiện
cái trái cái chăm cô bác anh chị. Ôi trời ơi, ở đất nước nào như Bùi Hồ có chia sẻ ở clip trước, ở đất nước nào cũng có người giàu và người nghèo. Bỏ chồng ơi, chia tay rồi, chia nó vô tù. Vô tù sao vô tù hả? Ăn cắp hả? Không biết. Không biết hả? Nó đi làm nguyên cho người ta. Làm cũng chiêu cho người ta rồi. Sao? Không đâu, của người ta để vô rồi. Lâu lâu được tiền. Được tiền ở trong thùng đó, người ta cho 3.000, 4.000 xài. Lâu lâu người ta cho một lần, không phải người ta cho một ngày. Không phải người ta cho hoài ha. Ở đây là ngay tại thủ đô và nông bên dưới giữa cầu Sài Gòn chợ Trung Trần Nam Bư. Cô bác của anh chị thấy cái cô này ngủ ở dưới một cái dạ cầu như thế này nè. Thì Bùi Hồ muốn quay cho cô bác của anh chị xem và cái toàn cảnh ở đây á, những cái góc khuất của cuộc sống. Sao sáng nay chị không đi làm mà còn ngủ hoài vậy? Không phải, không có đây đâu. Coi cho người ta ở đây, người ta lại vô cầu đó, cho người ta để tiền vô thùng. Rồi tắm rửa ở đâu? Ở đây dưới dạ cầu cũng khá là mát, nhưng mà nước ở đó nó ô nhiễm lắm. Bây giờ tiếp tục hành trình theo cô bác của chị. Chào chị nha. Đây là một cái nhà vệ sinh. Nghe nói rằng ở dưới đây có một cái ngôi nhà nữa nè. Đó, cô bác anh chị thấy không? Mà bây giờ người ta cắt ở dưới này nè. Bây giờ người ta ngủ, ban ngày người ta sẽ ngủ và tối thì người ta sẽ bán, buôn bán ở dưới này. Đó là bi đáp.